quốc lộ 27, đoạn nối từ cao tốc Liên Khương - Đà Lạt đến thành phố Buôn Ma Thuột dài khoảng 180 km. Đây là tuyến huyết mạch cũng như là con đường gần nhất nối hai thành phố này với nhau. Không như tuyến quốc lộ 28 đầy ngoằn ngoèo, thì tuyến này ít quanh co hơn, cảnh sắc núi rừng hai bên cũng đẹp và dễ chịu. Nhưng hiện nay, không hiểu vì lý do gì mà mặt đường đang rất đẹp và láng, thỉnh thoảng lại xuất hiện những ổ gà nhỏ. Không biết là do thiên tạo hay nhân tạo, nhìn rất không tự nhiên và đầy sự nghi vấn. Ngoài ra, ở các khu dân cư trên tuyến này, mặt đường có vài nơi đã được sửa chữa, nhưng một vài nơi vẫn đang được tiến hành nâng cấp gấp rút, nên có thể sẽ gây khó chịu cho những ai đang lưu thông qua đây. Chi tiết về tình trạng cung đường này hiện tại, mình sẽ cập nhật trong video. Xin mời mọi người xem trong clip nhé. Di chuyển trên tuyến quốc lộ 27, lối ra ngay cao tốc Liên Khương - Đà Lạt. Mặc dù đã gần như lụi tàn, nhưng màu của loài hoa dã quỳ vẫn cực kỳ ấn tượng. Sắc hoa phủ vàng khắp các lối đi, cho đến tận chân núi. Nếu là tháng 11 dương lịch, nơi đây chắc sẽ phủ một sắc vàng rực rỡ hơn nữa. Quốc lộ 27, khu vực trung tâm huyện Lâm Hà vừa được sửa chữa bằng nhựa nóng, nên mặt đường vì thế cũng êm hơn. Tuy nhiên, còn vài đoạn vẫn là mặt đường cũ. Trữ lượng cà phê của huyện Lâm Hà khá lớn, nên trên đường dễ dàng nhìn thấy loại hạt này được phơi dọc hai bên rất nhiều. Nhưng năm nay, có lẽ vì được giá nên cả trái còn xanh cũng được hái xuống. Dĩ nhiên, chất lượng hạt sẽ không được như cà phê chín cây. Đường qua đèo Phú Sơn có vẻ như không có sự thay đổi cả về cảnh quan hay mặt đường. Nơi này thực tế giống như một con dốc hơn là đèo. Đã dễ hình dung hơn thì bên dưới thực tế là những luống rẫy cà phê của người dân, chứ không phải như dốc núi đá. Độ dốc cũng không cao. Cảnh ở đây khá đẹp. Bên trên là thông, dưới là cà phê, nên khung cảnh có phần nào cảm thấy yên bình và thoáng đãng. Hết đèo Phú Sơn là địa phận huyện Đam Rông, đường bắt đầu xấu, dần dà xuất hiện những lỗ sâu hun hút ngay trên mặt đường láng. Không biết có sự hiện diện của bàn tay người hay không, nhưng từ sự việc đột phá tạo ổ gà trên quốc lộ 28B, mình dường như ám ảnh với tình trạng này. Con người với nhau mà sao đối xử ác quá. Rõ ràng, đường liên tục được sửa chữa nhưng vẫn hư. Có nơi mặt đường đang láng tự nhiên bị lủng một vài lỗ. Vị trí hư lại cạnh ngay với bến xe. Thường thấy chỗ khúc đường vắng, nghĩ cũng lạ. Sự thật ra sao thì thật sự khó mà biết được. Đường vào trung tâm Phi Liên bị hư khá nhiều. Thêm nữa,
do xe chở đất đá thi công phục vụ nâng cấp mặt đường nơi đây càng làm hư hại thêm nhiều chỗ. Đơn vị thi công vẫn đang gấp rút cố gắng hoàn thiện tuyến đường ngang qua đây. Hy vọng trong 2 đến 3 tháng tới, khi mình quay lại trên tuyến này, con đường đã hoàn thành đẹp đẽ, bà con nơi đây cũng được phấn khởi hơn. Tiếp tục di chuyển qua đèo 178. Lần đi này, mình thấy nhiều xe khách lớn chạy trên đây, loại 50 chỗ. Chắc đây là xe chở khách tour đi qua lại giữa Đà Lạt và Buôn Ma Thuột. Thực sự thì Buôn Ma Thuột là thành phố rất mát mẻ, đẹp và hiện đại, có không khí rất trong lành. Với những ai chưa đi thì cũng nên đến thử một lần cho biết. Tuyến quốc lộ 27 này trong điều kiện bình thường đã sửa chữa xong sẽ rất dễ đi, lưu lượng xe không nhiều nên chẳng sợ tắc nghẽn hay kẹt xe trên đây. Đến địa phận xã Đạ Rờ San của huyện Đam Rông, nơi cuối cùng của tỉnh Lâm Đồng. Đường hư hại khá nhiều nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sửa chữa. Cũng may, đoạn hư hại cũng không kéo dài được bao nhiêu là tới địa phận của tỉnh Đắk Lắk. Còn khoảng 90 km, đường của tỉnh Đắk Lắk vẫn đẹp và dễ chịu, không như đường của địa phận tỉnh Lâm Đồng. Tuyến đường cũng như đèo của Đắk Lắk không cua nhiều và lên xuống gây khó chịu. Quang cảnh gồm tre, cà phê, thỉnh thoảng xen kẽ trồng bắp hay ngô, gồm nhiều loại, có loại cho người ăn, cũng có loại cho bò ăn. Lần đi này qua tiếp xúc mình mới biết, hóa ra người ta còn trồng cho cả gia súc như bò hay gà. Bắp trên vùng này có loại hạt nhỏ mà đều, khi chín, hạt trong nhưng mềm và rất ngon, giá cả lại rẻ, 10.000 cho 3 trái đã được luộc chín. Chuối thì rất to, với giá chỉ 800 đồng một trái. Quốc lộ 27, ngoài khu vực xã Phi Liên đang trong quá trình tiến hành nâng cấp sửa chữa và khu vực xã Đạ Rờ San có vài khúc bị hư hại, thì thoát ra đến địa phận Đắk Lắk, đường cũng không có nhiều thay đổi, di chuyển vẫn dễ dàng cho đến tận trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Suy cho cùng thì với tình trạng hiện tại thì dù sao để di chuyển lên Tây Nguyên thì tuyến này cũng dễ chịu hơn tuyến quốc lộ 28 rất ngoằn nghèo để đến thành phố Gia Nghĩa của tỉnh Đắk Nông. Vậy nên, lần sau mình cũng vẫn sẽ ưu tiên lựa chọn tuyến này để tiếp tục di chuyển, đi hưởng bầu không khí mát lành của rừng núi Tây Nguyên. Video xin được kết thúc tại đây. Nếu thấy hay, vui lòng bấm like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.